Chương trình thời sự buổi tối của Vietface TV được bảo trợ bởi Domaval Resort and Casino, nơi kết nối quý vị từ California đến Vegas. Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị xem chương trình tin tức tổng hợp của Đài Vietface TV với phần quên rồi. Sorry, làm lại lần chót. Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị xem chương trình tin tức tổng hợp của Đài Vietface TV với phần trình bày của Thanh Thảo trong buổi phát hình ngày thứ ba, ngày 3 tháng 9 năm 2024. Sau đây là phần lược qua vài tin chính trong ngày. Gần 159.000 trẻ em tại Gaza đã được tiêm vaccine bại liệt tính cho đến thời điểm hiện nay. Bộ trưởng Tư pháp Venezuela yêu cầu lệnh bắt giữ ông Edmundo Gonzalez. Cuộc đình công của nhân viên khách sạn tại hàng chục thành phố có thể gia tăng. Xu hướng TikTok lan truyền tương đương với gian lận ngân phiếu. Costco tăng lệ phí thành viên lần đầu tiên kể từ năm 2017. Bắt giữ sau một loạt vụ nổ súng trên xa lộ I-5 ở Seattle và Tacoma, Washington. Và đó là vài tin chính trong ngày. Ngay sau đây là phần đầu của phần tin chi tiết. Gần 159.000 trẻ em tại Gaza được thuốc ngừa bại liệt tính cho đến thời điểm hiện nay. Chiến dịch đưa thuốc ngừa bại liệt tại Gaza đang đạt được tiến triển đáng kể, với gần 159.000 trẻ em đã có thuốc chỉ trong vòng có 2 ngày đầu tiên. Nỗ lực này do Liên Hợp Quốc dẫn đầu và được Bộ Y tế tại Gaza điều phối. Chiến dịch này nhằm mục đích ngừa cho tổng cộng 640.000 trẻ em, nhắm cho đến hơn 90% trẻ em dưới 10 tuổi trên toàn khu vực. Các đợt cho thuốc ngừa bại liệt đang được tiến hành trong 3 giai đoạn, bao gồm miền Trung, miền Nam và miền Bắc của dải Gaza, và được dự kiến sẽ tiếp tục cho đến ngày 12 tháng 9. Nỗ lực quy mô lớn này nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc ngăn ngừa các đợt bùng phát bệnh bại liệt tại những khu vực dễ bị tổn thương như là Gaza, nơi các nguồn lực y tế công cộng thường chịu căng thẳng. Giai đoạn ngừa bại liệt tiếp theo sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 9 tại tỉnh Khan Yunis và tiếp tục đà phát triển của chiến dịch trong việc tiếp cận những trẻ em còn lại. Sự chậm trễ tại phi trường quốc tế Newark ngày lễ lao động sau khi dụng cụ thiết bị ngưng hoạt động đã có một vấn đề quan trọng tại phi trường quốc tế Newark Liberty vào ngày lao động vì trục trặc dụng cụ thiết bị liên quan đến hệ thống radar. Điều này đã dẫn đến sự chậm trễ đáng kể với 334 chuyến bay bị hoãn và 26 chuyến bay bị hủy. Mặc dù cơ quan FAA đã đề cập rằng lệnh ngừng trên mặt đất không có hiệu lực, nhưng đã có tới một số nhầm lẫn trước đó khi có báo cáo nhầm rằng lệnh dừng mặt đất đã được ban hành. Sự chậm trễ đã khiến cho có tiếp tục trong suốt đêm, vì vậy hành khách được chuẩn bị cho sự gián đoạn. Hành khách gặp phải sự bất tiện đáng kể, bao gồm cả việc lỡ chuyến bay, kế hoạch bị hoãn và có khả năng tăng lệ phí. Các hãng hàng không liên quan có thể phải chịu thêm chi phí vì họ phải đặt lại chỗ cho hành khách, cung cấp chỗ ở cũng như có khả năng giải quyết các vấn đề pháp lý hoặc là quy định. Sự việc gián đoạn hệ thống làm nổi bật những lỗ hổng tiềm ẩn trong cơ sở hạ tầng của phi trường và nhu cầu về những hệ thống dự phòng và các bản cập nhật. Ukraine tăng cường sản xuất và sử dụng máy bay không người lái trên bộ cho mục đích quân sự. Cuộc xung đột đang diễn ra giữa Ukraine và Nga đã chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong những chiến lược quân sự, với sự tập trung ngày càng gia tăng vào các cải tiến công nghệ như là máy bay không người lái trên bộ. Chính phủ Kiev gần đây đã thực hiện một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất của mình, nhắm vào một nhà máy lọc dầu và nhà máy điện tại Nga, báo hiệu tầm quan trọng ngày càng gia tăng của các hệ thống không người lái trong nỗ lực chiến tranh. Christian Amanpour của CNN đã đến thăm một nhà máy sản xuất máy bay không người lái tư nhân gần Kiev, nơi đang nhanh chóng tăng sản lượng máy bay không người lái trên bộ. Những máy bay không người lái này được thiết kế để hoạt động trên mọi địa hình và điều kiện thời tiết, với khả năng từ cung cấp vật liệu và đạn dược đến di tản những người lính bị thương khỏi tiền tuyến. Máy bay không người lái có thể được điều khiển từ khoảng cách lên đến 3 km và cho phép chúng đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột đang xảy ra. Nhà máy do Tổng Giám đốc điều hành và cựu sĩ quan lực lượng đặc biệt Oleksandr Bailetsky lãnh đạo nhấn mạnh đến nỗ lực của Ukraine nhằm tự cung cấp và phát triển các hệ thống tân tiến để chống lại lực lượng quân sự lớn hơn của Nga.
Khi cuộc chiến bước sang tháng thứ 30 thì việc sản xuất những máy bay không người lái này đã tăng lên đáng kể và phản ánh tính cấp thiết của việc thích ứng với những yêu cầu của chiến tranh không đối xứng. Bộ trưởng Tư pháp Venezuela yêu cầu lệnh bắt giữ ông Edmundo González. Yêu cầu của Bộ trưởng Tư pháp Venezuela về lệnh bắt giữ ông Edmundo González là một diễn biến đáng chú ý trong tình hình chính trị đang xảy ra của đất nước. González là một ứng cử viên tổng thống của đảng đối lập Nền tảng Thống nhất Dân chủ với tắt là PUD, bị cáo buộc là phạm một số tội nghiêm trọng, bao gồm chiếm đoạt chức vụ, làm giả tài liệu công khai và âm mưu liên quan đến trang web Resultados.com, VZLA. Trang web này liên kết với PUD đã công bố kết quả từ cuộc bầu cử ngày 28 tháng 7, trái ngược với kết quả chính thức và cho thấy ông González là người chiến thắng trong nhiều cuộc bỏ phiếu. Tình hình đã leo thang bởi vì González không tham dự cuộc triệu tập thứ ba của Bộ Công tố, khiến cho Bộ trưởng Tư pháp phải có hành động pháp lý. Phe đối lập vẫn khẳng định rằng González là người chiến thắng hợp pháp trong cuộc bầu cử và thách thức kết quả chính thức tuyên bố ông Nicolás Maduro là người chiến thắng. Tranh chấp về kết quả bầu cử này đã làm gia tăng sự căng thẳng với việc phe đối lập cáo buộc chính phủ đã gian lận bầu cử và chính phủ thì đáp trả bằng các biện pháp pháp lý để chống lại các nhân vật đối lập. Trường hợp này minh họa cho sự chia rẽ chính trị sâu sắc và bản chất gây tranh cãi của các cuộc bầu cử tại Venezuela với những tác động nghiêm trọng đến sự quản lý và ổn định đất nước này. Đức Giáo Hoàng Francis đã đến Indonesia sau chuyến bay kéo dài 13 giờ từ Rome. Đức Giáo Hoàng Francis đã đến Indonesia vào ngày thứ Ba 3 tháng 9 trong chuyến công du dài nhất của Ngài. Việc Đức Giáo Hoàng Francis đến Indonesia đánh dấu sự khởi đầu của chuyến công du quan trọng kéo dài 12 ngày qua châu Á, bao gồm các chuyến thăm đến Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore. Chuyến đi này dài vào khoảng 20.000 dặm là chuyến đi dài nhất mà Ngài thực hiện kể từ khi trở thành Giáo Hoàng vào năm 2013. Chuyến thăm của Ngài bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ Đại sứ Giáo Hoàng tại Indonesia, sau đó là cuộc gặp gỡ với những người tị nạn địa phương. Chuyến thăm nhấn mạnh đến cam kết của Đức Giáo Hoàng trong việc tham gia với các cộng đồng đa dạng và giải quyết các vấn đề quan tâm toàn cầu. Ít nhất 3 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Nga trên khắp Ukraine. Tình hình tại Ukraine vẫn rất tồi tệ với các cuộc không kích của Nga tiếp diễn, cướp đi sinh mạng và gây ra sự tàn phá trên bình diện rộng. Theo các quan chức Ukraine, ít nhất có 3 người đã thiệt mạng vào đêm cho đến thứ Ba ngày 3 tháng 9. Một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn tại Zaporizhia đã cướp đi sinh mạng của một người phụ nữ 38 tuổi và đứa con trai 8 tuổi của bà, trong khi chồng và con gái 13 tuổi của bà bị thương nặng. Ngoài ra, một người đàn ông đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương tại khu vực Dnipro do một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn. Bất chấp cường độ của các cuộc tấn công, lực lượng không quân Ukraine đã đánh chặn được 27 trong số 35 máy bay không người lái do Nga phóng đi. Tuy nhiên, các cuộc tấn công cũng liên quan đến 3 hỏa tiễn đạn đạo và một hỏa tiễn dẫn đường. Các cuộc tấn công đã xảy ra khi trẻ em trên khắp Ukraine trở lại trường học, làm nổi bật những thách thức và nguy hiểm đang diễn ra mà người dân thường ở đất nước này đang phải đối mặt. Các cuộc đình công và biểu tình vẫn tiếp diễn trên khắp Israel sau cái chết của 6 con tin. Người dân tại Israel đang vô cùng đau buồn và tức giận sau cái chết của 6 con tin, dẫn đến các cuộc đình công và biểu tình khắp nước. Các con tin đã bị Hamas hành quyết và quân đội Israel đã khám phá ra thi thể của họ cuối tuần qua. Sự kiện bi thảm này làm dấy lên sự phẫn nộ của công chúng, đặc biệt là ở Tel Aviv, nơi hàng chục ngàn người đã yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu hành động quyết liệt để đưa những con tin còn lại trở về nhà. Công đoàn lớn nhất tại Israel đã đình công lần đầu tiên kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, dẫn đến việc đóng cửa trường học, hoãn chuyến bay và gián đoạn giao thông công cộng. Áp lực lên Netanyahu đang gia tăng khi công chúng đổ lỗi cho chính phủ về những gì mà họ coi là thất bại trong việc bảo vệ và giải cứu các con tin. Tại Hoa Kỳ, gia đình của Hersh Gobert Pollen, một người Mỹ gốc Israel 23 tuổi, đang đau buồn vì cái chết của anh ta và hy vọng rằng khoảnh khắc bi thảm này sẽ dẫn đến sự thay đổi có ý nghĩa. Tình hình vẫn rất căng thẳng với những yêu cầu ngày càng gia tăng về một giải pháp cho cuộc khủng hoảng đang xảy ra. Một cảm giác hy vọng mới đang tràn ngập trong không khí tại Bangladesh. Bản tường trình này của Anna Koren về tình hình chính trị hỗn loạn tại Bangladesh nêu bật một thời điểm chuyển giao mạnh mẽ và sự tính toán với những hành động tàn bạo dưới chế độ của Sheikh Hasina. Cuộc nổi dậy quần chúng diễn ra sau cuộc biểu tình giữa sinh viên lãnh đạo chống lại chính phủ đã leo thang thành một phong trào toàn quốc đòi sự thay đổi với những kết cục bi thảm. Việc đối xử tàn bạo với các tù nhân chính trị như là Nusrat Tabassum và Ifrika Alam khi họ kể lại những trải nghiệm bị tra tấn của mình nhấn mạnh đến sự áp bức sâu sắc trong thời kỳ cai trị của Hasina. Với việc bà Hasina từ chức và chạy trốn sang Ấn Độ, đất nước Bangladesh hiện nay đang đứng trước bờ vực của một kỷ nguyên mới.
Việc bổ nhiệm người đoạt giải Nobel Mohamed Yunus làm lãnh đạo lâm thời tượng trưng cho hy vọng của nhiều người. Nhiệm vụ của ông là to lớn khi Bangladesh vật lộn với nạn tham nhũng, những vết sẹo sâu sắc của bạo lực và những đòi hỏi của một công chúng được hồi sinh. Sự tham gia của Liên Hợp Quốc trong việc điều tra cái chết của những người biểu tình càng nhấn mạnh thêm sự chú ý của quốc tế đối với cuộc đấu tranh giành công lý của Bangladesh. Hình ảnh những đôi giày treo lủng lẳng như là một dấu hiệu thách thức chế độ của bà Hasina, cùng với những tấm hình trên tường rực rỡ trên khắp thủ đô, phản ánh một cảm giác hy vọng và quyết tâm mới trong người dân. Mặc dù con đường cải cách có thể còn dài, nhưng tinh thần của cuộc nổi dậy và nhu cầu thay đổi đánh dấu một thời điểm quan trọng trong lịch sử Bangladesh. Cuộc đình công của nhân viên khách sạn tại hàng chục thành phố có thể gia tăng ngày hôm nay. Cuộc đình công của công nhân khách sạn ở Mỹ hiện đã bước sang ngày thứ ba, đang tác động đến các dịch vụ tại hàng chục khách sạn trên khắp đất nước Hoa Kỳ, bao gồm các chuỗi khách sạn lớn như là Hilton, Marriott và Hyatt. Hơn 10.000 nhân viên đang tham gia cuộc bãi công và yêu cầu tăng lương và đảo ngược các đợt cắt giảm dịch vụ trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Những đợt cắt giảm này chẳng hạn như việc không có dịch vụ dọn phòng tự động hàng ngày vẫn được duy trì ngay cả khi hoạt động du lịch đã trở lại mức bình thường. Cuộc đình công đã dẫn đến việc giảm dịch vụ thì các khách sạn bị ảnh hưởng với việc khách hàng báo cáo tình trạng gián đoạn do quy mô nhân viên ít hơn. Trong khi các khách sạn vẫn mở cửa, công đoàn đại diện cho công nhân Unite Here đã cho biết rằng cuộc đình công có thể mở rộng sang nhiều địa điểm hơn nếu như các yêu cầu của họ không được đáp ứng. Cả các chuỗi khách sạn Hilton và Hyatt đều đã bày tỏ cam kết đàm phán một hợp đồng công bằng với công đoàn. Du khách lưu trú tại những khách sạn này có thể sẽ tiếp tục bị gián đoạn khi cuộc đình công tiếp diễn, đặc biệt là nếu có nhiều khách sạn và thành phố tham gia vào cuộc đình công hơn. Xu hướng TikTok lan truyền tương đương với gian lận ngân phiếu. Xu hướng TikTok lan truyền này liên quan đến việc người dùng gửi những tấm ngân phiếu lớn rồi nhanh chóng rút tiền, thực sự là một hình thức gian lận ngân phiếu. Cho lừa đảo này lợi dụng một thực tế phổ biến của các ngân hàng, trong đó một phần tiền từ ngân phiếu đã gửi được chuyển trước khi ngân phiếu được thanh toán. Những người tham gia vào xu hướng này lầm tưởng họ đã lừa được ngân hàng, nhưng trên thực tế là những hành động này bất hợp pháp. Các ngân hàng bao gồm cả Chase đã xác định và giải quyết vấn đề và cảnh báo người dùng rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất cứ hoạt động gian lận nào. Khi ngân hàng nhận ra là ngân phiếu không được thanh toán hoặc là sự gian lận, họ sẽ tìm cách thu hồi số tiền đã rút ra và có khả năng dẫn đến hậu quả pháp lý cho những người liên quan. Xu hướng này làm nổi bật những nguy cơ khi theo dõi các thách thức trên mạng xã hội mà không hiểu đầy đủ những tác động về mặt pháp lý cũng như về mặt tài chính. Doanh số bán Honeydew vượt quá 10 triệu Mỹ kim tại giải quần vợt Mỹ mở rộng tại New York. Honeydew là một loại cocktail phổ biến tại US Open, dự kiến sẽ tạo ra doanh số bán hàng hơn 10 triệu Mỹ kim trong năm nay. Thức uống đặc trưng này được làm từ rượu vodka Grey Goose, nước chanh và rượu quả raspberry, đựng trong một chiếc ly nhựa kỷ niệm với 3 miếng dưa lưới hình quả bông tennis. Mặc dù giá tăng lên tới 23 Mỹ kim cho một ly, doanh số bán hàng vẫn tiếp tục tăng vì sự phổ biến ngày càng tăng của US Open và sức hấp dẫn của chính loại nước uống Honeydew. Nghe có vẻ như là Honeydew là một loại thuốc được đặc biệt yêu thích tại US Open. Giá tăng như sự kết hợp của Grey Goose vodka, nước chanh, rượu và thức trang trí đưa loại thức uống độc đáo này cho thấy sự hấp dẫn không thể cưỡng lại đối với khán giả. Với doanh số bán phá kỷ lục hồi năm ngoái và kỳ vọng thậm chí còn cao hơn cho năm nay, rõ ràng thức uống này đã trở thành một phần quan trọng của trải nghiệm giải đấu tennis US Open. Lượng người tham dự ngày càng tăng cũng như doanh số bán vé phụ mạnh mẽ cũng góp phần tạo nên sự phấn khởi xung quanh sự kiện này. Thanh niên 19 tuổi người Mexico bị buộc tội buôn người. Một vụ buôn người xảy ra tại El Paso, tiểu bang Texas. Một thanh niên 19 tuổi đến từ Mexico là Ruben Palma đang lái một chiếc SUV chở theo 6 người di cư bên trong. Anh ta bị cảnh sát chặn lại vì vi phạm luật giao thông, nhưng anh ta từ chối dừng xe lại và dẫn đến cảnh sát phải rượt đuổi. Trong cuộc rượt đuổi thì anh ta đã vượt đèn đỏ và đâm vào một chiếc xe bán tải. 6 người di cư được tìm thấy bên trong chiếc xe SUV, một trong số đó bị thương nhẹ. Các nhân viên tuần tra biên giới đã bắt giữ những người di cư và cả Palma vì tội buôn người và trốn tránh cảnh sát. Tài xế của chiếc xe bán tải không bị thương. Costco tăng lệ phí thành viên lần đầu tiên kể từ năm 2017. Costco đã tăng lệ phí thành viên lần đầu tiên sau 7 năm. Lệ phí thành viên tiêu chuẩn hiện nay là 65 Mỹ Kim, tăng từ mức 60, và lệ phí thành viên điều hành đã tăng từ 120 Mỹ Kim lên 130 Mỹ Kim một năm. Những thay đổi này ảnh hưởng đến vào khoảng 52 triệu thành viên và áp dụng cho cả những người ghi danh mới cũng như những người gia hạn.
Sam's Club cũng đã tăng lệ phí gần 2 năm trước. Vì vậy, hành động của Costco phù hợp với xu hướng của các câu lạc bộ bán hàng theo khối lượng lớn. Thẩm phán tòa án tối cao Ketanji Brown Jackson phát hành hồi ký có tên là Lovely One. Hồi ký của thẩm phán tòa tối cao Ketanji Brown Jackson Lovely One cung cấp góc nhìn cá nhân về con đường trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên tại tòa án tối cao của Hoa Kỳ. Quyển sách phản ánh hành trình của bà từ sự mơ hồ tương đối đến sân khấu chính trị quốc gia, bao gồm cả tác động của lời kêu gọi đề cử của Tổng thống Joe Biden vào đầu năm 2022. Bà Jackson cũng thảo luận về việc cân bằng sự nghiệp của mình với thiên chức làm mẹ hiện đại, đặc biệt là quản lý những yêu cầu của vai trò của mình bên cạnh việc chăm sóc con gái, người mắc phải chứng rối loạn phổ tự kỷ nhẹ. Tựa đề của quyển hồi ký Lovely One được dịch từ bên tên châu Phi của bà là Ketanji Onyeka. Jackson được Tổng thống Biden đề cử và kế nhiệm thẩm phán Stephen Breyer, người mà bà từng làm thư ký. Một học khu đưa chó trị liệu giúp xoa dịu chấn thương dai dẳng từ vụ xả súng mùa xuân năm ngoái. Mùa xuân năm ngoái, thảm kịch đã xảy ra với cộng đồng ở Mount Horeb ở Wisconsin. Một học sinh mang súng đến trường và bị cảnh sát bắn chết. Vào ngày thứ ba, 3 tháng 9, học sinh và nhân viên đã trở lại trường. Để giúp cho họ đối phó với chấn thương dai dẳng từ thảm kịch, học khu đã đưa vào một nguồn lực mới. Crumble là một con chó hỗ trợ được Học viện Chó Nghiệp vụ Custom Canine trao tặng cho học khu. Sự hiện diện của một con chó trị liệu có thể mang lại cảm giác thoải mái và an toàn, giúp cho học sinh và nhân viên của trường đối phó với sự lo lắng và sợ hãi liên quan đến sự việc. Chó có thể đóng vai trò là loài lắng nghe không phán xét, khuyến khích mọi người chia sẻ cảm xúc và trải nghiệm của mình. Sự hiện diện của chó nghiệp vụ có thể tạo ra một môi trường chào đón và hỗ trợ hơn, giúp học sinh và nhân viên trường cảm thấy an toàn hơn và đoàn kết hơn. Tương tác với chó cũng có thể giúp mọi người giải quyết những ký ức và cảm xúc đau thương, thúc đẩy quá trình chữa lành và phục hồi. Sự hiện diện, điềm tĩnh của chó cũng có thể tác động tích cực đến tâm trạng và sức khỏe tổng thể, làm giảm các triệu chứng trầm cảm và lo âu. Chó có thể giúp mọi người phát triển cơ chế đối phó và khả năng phục hồi, giúp họ quản lý căng thẳng và nghịch cảnh tốt hơn. Và cuối cùng trong phần 2 là một số trường đại học Maryland sẽ hạn chế các sự kiện kỷ niệm 7 tháng 10 của cuộc tấn công Hamas. Một số trường đại học công lập tại Hoa Kỳ, đặc biệt là Maryland, sẽ hạn chế các sự kiện trong khuôn viên trường không do trường tài trợ trước ngày kỷ niệm 7 tháng 10 năm 2023 của cuộc tấn công của Hamas và Israel. Vào ngày kỷ niệm đầu tiên của vụ thảm sát 7 tháng 10 tại Israel, một số trường đại học công lập Maryland sẽ không cho phép các cuộc tụ họp không do trường tài trợ. Chủ tịch của Đại học Maryland là College Park Darrell Pines cho biết quyết định này được đưa ra sau khi nhận được phản ứng dữ dội từ các tổ chức sinh viên Do Thái vì ban đầu chấp thuận yêu cầu tổ chức sự kiện của hai nhóm trường ủng hộ người Palestine thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Hamas của Israel. Trường sẽ tổ chức ngày đối thoại vào ngày 7 tháng 10 và không có một nhóm nào khác được phép tổ chức các cuộc tụ họp trong khuôn viên trường vào ngày hôm đó. Các sự kiện không do trường tài trợ sẽ được phép diễn ra trước và sau ngày kỷ niệm. Quyết định của một số trường đại học công lập tại Maryland về việc hạn chế các sự kiện không do trường đại học tài trợ ngày 7 tháng 10 là một biện pháp phòng ngừa nhằm ứng phó với những lo ngại về sự căng thẳng và xung đột tiềm ẩn xung quanh ngày tưởng niệm cuộc tấn công của Hamas. Hành động này cũng phản ánh bản chất phức tạp và nhạy cảm của lễ kỷ niệm, đặc biệt là trong các cộng đồng trường học đa dạng và đa văn hóa. Lời khuyên về cách bảo đảm ăn đúng khẩu phần thức ăn trong mỗi bữa ăn. Trong Health Minute hôm nay, chúng tôi sẽ đưa ra lời khuyên về cách bảo đảm là quý vị ăn đúng khẩu phần thức ăn trong mỗi bữa ăn. Sự thảo luận về vai trò của khẩu phần ăn trong việc kiểm soát cân nặng và nhấn mạnh rằng lượng thức ăn mà quý vị có thể ăn quan trọng như là những gì quý vị chọn để ăn. Các yếu tố như là tuổi tác, cân nặng, chiều cao, quá trình trao đổi chất dinh dưỡng, giới tính và mức độ hoạt động ảnh hưởng đến lượng thức ăn mà một người nên ăn mỗi ngày. Bác sĩ Sanjay Gupta đưa ra lời khuyên về việc sử dụng các công cụ để đo khẩu phần chính xác và gợi ý rằng các chiến lược cho những người đang phải vật lộn với việc ăn quá nhiều. Viện Y tế Quốc gia cung cấp nhiều nguồn tài nguyên trực tuyến để giúp kiểm soát khẩu phần và quản lý lượng calories, bao gồm hướng dẫn về quy chế ăn uống, kế hoạch cân nặng cơ thể và các công cụ để lập kế hoạch ăn uống một cách lành mạnh. Chiến dịch của ông Trump phải ngừng sử dụng bài hát Hold On, I'm Coming của Isaac Hayes. Một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết rằng cựu Tổng thống Donald Trump và chiến dịch của ông phải ngừng sử dụng bài hát Hold On, I'm Coming của Isaac Hayes. Tình hình liên quan đến bài hát này đã gây tranh cãi.
Yêu cầu xin lệnh cấm của Hayes Estate cho thấy họ muốn bảo vệ bài hát khỏi bị sử dụng mà không có sự cho phép hợp lệ. Lập luận từ phe của ông Trump rằng Hayes Estate không phải là những người nắm giữ giấy phép cho thấy có sự tranh chấp về quyền đối với bài hát. Bà ca sĩ Isaac Hayes qua đời năm 2008 sau khi bị đột quỵ ở tuổi 65. Và không có gì lạ khi các nghệ sĩ hoặc là những estate của họ phản đối những chiến dịch chính trị sử dụng âm nhạc, đặc biệt là nếu như việc đó được thực hiện theo cách không phù hợp với các giá trị của họ hoặc là không được cho phép chính thức. Điều này làm tăng thêm danh sách các trường hợp mà các nghệ sĩ và các di sản đã công khai tách mình khỏi việc sử dụng âm nhạc của họ cho các mục tiêu chính trị. Bắt giữ sau một loạt vụ nổ súng trên xa lộ I-5 ở khu vực Seattle và Tacoma, tiểu bang Washington. Một loạt vụ nổ súng trên xa lộ I-5 ở khu vực Seattle và Tacoma của tiểu bang Washington đã xảy ra. Ít nhất 4 người bị thương trong các vụ nổ súng kể trên xảy ra đêm thứ Hai và rạng sáng thứ Ba. Một chiếc xe Volvo màu trắng bảng số California đã được xác định là có liên quan đến vụ nổ súng. Kẻ tình nghi nổ súng đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát ở quận Pierce tìm thấy chiếc xe. Nhà chức trách đã xác nhận có 4 vụ nổ súng trên xa lộ I-5 và vẫn đang điều tra sự việc về vụ nổ súng thứ 5 có thể xảy ra nhưng chưa được xác nhận. Không có thông tin nào về động cơ của vụ nổ súng kể trên. Ellen DeGeneres thông báo chương trình hài kịch đặc biệt sắp tới của cô sẽ là chương trình cuối cùng. Ellen DeGeneres đang khép lại một chương quan trọng trong sự nghiệp của mình. Chương trình hài đặc biệt cuối cùng của cô mang tựa đề Ellen DeGeneres For Your Approval sẽ ra mắt trên Netflix vào ngày 24 tháng 9 năm nay. Điều đáng chú ý là cô có kế hoạch giải quyết những tranh cãi xung quanh chương trình trò chuyện của mình. Chương trình đã kết thúc vào năm 2022 trong bối cảnh có những cáo buộc nghiêm trọng. Ngoài chương trình đặc biệt thì cô cũng đang lưu diễn cho chuyến lưu diễn hài độc thoại cuối cùng của mình. Đây là khoảnh khắc trọng đại đối với cô và người hâm mộ. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine là Dmytro Kuleba phản ứng việc Mông Cổ tiếp đón Tổng thống Putin. Cuộc trao đổi giữa Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba và Christian Amanpour, người dẫn chương trình quốc tế chính của CNN, phản ánh sự thất vọng của Ukraine với quyết định của Mông Cổ trong việc tiếp đón Tổng thống Putin, mặc dù ông bị Tòa án Hình sự Quốc tế, tức là ICC, truy tố vì cáo buộc phạm tội ác chiến tranh, bao gồm cả việc bắt cóc trẻ em Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đã bày tỏ sự thất vọng và nhấn mạnh rằng hành động của Mông Cổ dường như vi phạm các nghĩa vụ quốc tế theo quy chế Rome mà nước này là bên ký kết. Tình hình này nhấn mạnh đến sự căng thẳng giữa các chuẩn mực pháp lý quốc tế và thực tế địa chính trị. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Mông Cổ bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày. Chuyến thăm gây chú ý khi lần đầu tiên mà ông Putin đến một quốc gia thành viên của ICC kể từ khi tòa án có trụ sở tại La Haye đã ra lệnh bắt giữ ông vào năm ngoái. Lệnh này buộc 124 quốc gia thành viên của tòa án phải giam giữ ông Putin để dẫn độ nếu như ông đặt chân đến nước của họ. Trước chuyến thăm, phát ngôn viên của Điện Kremlin là Dmitry Peskov cho biết Moscow không lo ngại về vấn đề này. Trong khi đó, thì Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng việc Mông Cổ không bắt giữ Tổng thống Putin theo quyết định của Tòa án Hình sự Quốc tế là một đòn giáng nghiêm trọng về hệ thống luật sự hình sự quốc tế. Vận động viên thể dục dụng cụ của Đại học Wisconsin Whitewater thiệt mạng trong một vụ xả súng. Một vận động viên thể dục dụng cụ của Đại học Wisconsin Whitewater đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại căn chung cư ngoài khuôn viên trường. Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông vì tội nổ súng giết chết vận động viên thể dục dụng cụ Cara Welch của Đại học Wisconsin Whitewater. Nhà chức trách đã xác định nghi phạm là Chad Richards, 23 tuổi. Richards đã lập kế đã phải ra hầu tòa vào ngày thứ Ba 3 tháng 9 với cáo trạng giết người. Các cảnh sát phản ứng với một cú điện thoại ở căn chung cư ngoài khuôn viên trường trước nửa đêm thứ Sáu tuần trước và tìm thấy Welch, 21 tuổi, với vết thương do súng bắn. Cảnh sát cho biết một người đàn ông quen biết của cô cũng có mặt trong căn chung cư. Các điều tra viên xác định đã xảy ra vụ xô xát trước vụ nổ súng. Bản tin đã không mô tả mối quan hệ giữa Welch và nghi can. Maduro tuyên bố Giáng sinh sẽ đến sớm hơn cho người dân Venezuela trong năm nay. Ông Nicolas Maduro là tổng thống Venezuela đã tuyên bố, năm nay để vinh danh và biết ơn các bạn, tôi sẽ ban hành sắc lệnh chuyển lễ Giáng sinh sang ngày 1 tháng 10. Lễ Giáng sinh sẽ bắt đầu ngày 1 tháng 10 cho tất cả mọi người. Giáng sinh đã đến với hòa bình, hạnh phúc và an ninh. Sắc lệnh của ông Nicolas Maduro chuyển Giáng sinh sang ngày 1 tháng 10 là một hành động bất thường và dường như nhằm mục đích thúc đẩy tinh thần hoặc là giải quyết các vấn đề chính trị.
Thời điểm công bố trùng với một diễn biến chính trị quan trọng và cho thấy có thể có những lý do chiến lược đằng sau vụ này. Người ta cho rằng sẽ rất thú vị khi xem quyết định này được đón nhận như thế nào trong nước cũng như trên trường quốc tế, và nó có thể tác động đến động lực chính trị tại Venezuela ra sao. Sắc lệnh được ban hành cùng ngày mà công tố viên hàng đầu của Venezuela ban hành lệnh bắt giữ ứng cử viên tổng thống đối lập là Edmundo González Urrutia. Người hâm mộ giải bóng bầu dục sơn lại hàng rào ban đầu của Green Bay Packers hàng năm. Truyền thống ngày lao động sơn hàng rào ban đầu của Packers tiếp tục tại Green Bay ở Wisconsin. Chủ đề năm nay là Draft Dreams on Murphy's Turf, tôn vinh thành phố tổ chức NFL Draft 2025 và những nỗ lực của chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Packers Mark Murphy. Truyền thống này bắt đầu năm 1984 và được Fred Hirsch là chủ nhà tiếp tục cho đến khi ông qua đời năm 2022. Kể từ đó thì gia đình và bạn bè của ông đã tiếp tục truyền thống và mời cộng đồng giúp sơn hàng rào. Việc sơn hàng rào là cách để mọi người hâm mộ Packers đoàn kết, ủng hộ đội của họ và tôn vinh một người bạn thân thiết. Mặc dù ông Mark Murphy đã rời khỏi vị trí tổng giám đốc điều hành và chủ tịch, ông vẫn được kỳ vọng là sẽ tiếp tục tham gia vào đội. Trận đấu đầu tiên của đội Packers trong mùa giải sẽ là một trận đấu lịch sử khi họ đối đầu Philadelphia Eagles tại Brazil ngày thứ Sáu, là trận đấu đầu tiên của NFL tại vùng Nam Mỹ. Và sau đây là phần tin chứng khoán với chuyên gia đầu tư tài chính Thanh Thảo. Cổ phiếu đã lao dốc hôm thứ Ba khi các cổ phiếu công nghệ gặp khó khăn và dữ liệu kinh tế mới làm dấy lên nỗi lo ngại về sự vững mạnh của nền kinh tế Mỹ. Thị trường bắt đầu giảm nhẹ vào sáng thứ Ba sau khi hai số liệu về sản lượng sản xuất cho thấy dấu hiệu suy yếu. S&P Global cho thấy mức giảm từ tháng 7 đến tháng 8, trong khi Viện Quản lý Cung ứng ở mức thấp hơn mức dự đoán của các nhà kinh tế được Dow Jones thăm dò. Dữ liệu này làm dấy lên lo ngại về sự chậm lại trong tăng trưởng của nền kinh tế Hoa Kỳ và góp phần thúc đẩy đợt bán tháo được theo dõi chặt chẽ vào đầu tháng trước. Cổ phiếu chip điện tử gây sức ép lên thị trường với Nvidia giảm hơn 9%. Micron, KLA và Advanced Micro Devices cũng chứng kiến sự sụt giảm trong phiên giao dịch hôm nay. Nhìn chung, VanEck Semiconductor ETF đã giảm hơn 7%. Ngành công nghệ thông tin của S&P 500 dẫn đầu chỉ số chung giảm và chứng kiến ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 9 của năm 2022. Các diễn biến của ngày thứ Ba mở đầu cho tháng giao dịch mới sau khi ba chỉ số trung bình chính kết thúc tháng 8 với mức tăng. Thị trường Hoa Kỳ đã đóng cửa hôm thứ Hai vì nghỉ lễ lao động, nhưng đà tăng của cổ phiếu vào tháng 9 không phải lúc nào cũng được mong đợi. Phố Wall cũng sẽ phải đối mặt với những trở ngại theo mùa bởi vì tháng 9 là tháng thường thường có mức giao dịch tệ nhất đối với chỉ số S&P 500 trong 10 năm qua. Và các chỉ số chứng khoán lúc thị trường đóng cửa hôm nay, chỉ số Dow Jones giảm 626.15 điểm, tương đương với 1.51%, kết thúc ở mức 40.936.93. Chỉ số S&P 500 giảm 119.47 điểm, tương đương với 2.12%, kết thúc ở mức 5.528.93. Chỉ số Nasdaq giảm 577.33 điểm, tương đương với 3.26%, kết thúc ở mức 17.136.30. Giá vàng giảm 3.40 Mỹ Kim, tương đương với 0.13%, đóng cửa ở mức 2.524.20 Mỹ Kim một troy ounce. Giá dầu thô giảm 3.35 Mỹ Kim, tương đương với 4.55%, và đóng cửa ở mức 70.20 Mỹ Kim một thùng. Thưa quý vị, phần tin về thị trường chứng khoán vừa qua đã kết thúc chương trình tin tức ngày hôm nay của Đài Việt Face TV với phần trình bày của Thanh Thảo. Cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình này và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Xin kính chào tạm biệt. Chương trình thời sự buổi tối của Vietface TV được bảo trợ bởi Domaville Resort and Casino, nơi kết nối quý vị từ California đến Vegas.